Chào bà Mật Ung thì nó bảo về đây xin đất trồng trồng cỏ, trồng nhít, trồng hoa quả các Trồng hoa thứ. quả Vâng, ai ra thì xin không biết người nữa, không biết. Vâng, thì nó bảo nếu mà cho chú được thì nó mấy hôm nó lại về, chú bảo ô không làm đâu. Để trộn xí đâu, phá ở đâu, Phá đây. đục ở đâu Không biết thì là đi lấy cái gì đây. đây á? À? Ừ, khóa cửa hết thì nó không vào được, thì nó đục đây, phá đây. À, ai à, đục không biết à? Ông Không biết. hôm qua ông đi đâu? Đi vắng, đi sát gạo tí. Đi sắt gạo á? Vâng. Thế là lúc quay về là không biết là ai đục đây đúng Vâng. không? Ôi. Chào Khương, xin chào tất cả các bác. Chào mừng quý bác, quý anh chị lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm qua thì cháu Khương có ra đây để giúp ông dì là lắp ống nước, nhưng mà hôm qua là ông dì không có ở nhà, các bác ạ. Thì cháu lại hôm nay đây, cháu lại tiếp tục ra xin được một đoạn ống nước và mua một cái vòi và lắp ra ngoài cho ông một cái vòi của bác. Thì bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương để đi thăm ngôi nhà mới cũng như là đi lắp ống nước cho ông dì của bác nhé. Đây, phía bên kia là ông dì đang làm gì kìa cô bác. Đây, ngôi nhà thì trông rất là đẹp của bác ạ. Bây giờ là còn tường rào còn chưa làm xong này. Đó. Chào ông nhá. Vâng. Ôi. Vâng. Nước cháu. Dạ vâng. Ôi, nhà thoáng chưa? Trời nắng vào nhìn nhà rất là thoáng luôn. Những cái hôm mà trời mưa thì sương mù nhiều ấy cô bác, nên là không được nhìn thoáng như thế này cô bác ạ. Bây giờ là mấy hôm nay thì trời nắng lên và không có sương thì nhìn rất là thoáng, nhìn sang phía bên kia là view rất là đẹp của bác. Đấy. Ở phía tít tít trong kia kìa là họ cũng là làm cái khu diễn tập là bắn súng ấy các bác. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Từ ông nhìn sang bên kia thì view rất là đẹp. Ông làm gì đây đây? Đâu ông cháu gắn mic này. Để cho cái mic cho. Ông chào các bác đi. Vâng. Xin chào các bác ạ. Rồi. Làm gì đây? Làm chuẩn ít khi hôm qua đi vắng nhà thì không biết, hôm qua đi đi vắng thì nó không biết có ai về đục bên kia mà lỗ đục đâu bên kia đấy. Thế thì lấy cái chuẩn ít khi đi bá đây á. Vâng. Ôi dồi ôi, thế là trộn xí đâu, phá ở đâu, phá đây này. Đục ở đâu không biết thì đi lấy cái gì đây đây á. Ừ, khóa cửa hết thì nó không vào được, thì nó đục đây, phá đây. À, ai à, đục không biết à? Ông không biết. Hôm qua ông đi đâu? Đi vắng, đi sát gạo tí. Đi sát gạo á? Vâng. Thế là lúc quay về là không biết là ai đục đây đúng không? Vâng. Ôi ôi, không biết là ai đục à? Không biết. Không thế thấy. Lúc đi sát gạo về đã thấy như thế này rồi đúng không? Vâng. Đây đây là cháu đục mà. Chứ? Ừ. À. Ông đang bảo lấy vứa về về đáp đây á? Vâng. Ôi, cái này cháu đục mà. Cháu đục để lắp ống nước. Ôi rồi cô bác, hôm qua thì cháu Khương ra thì gặp không gặp ông ấy thì ông tưởng là ai phá nhà nên là ông đang trộn vứa kia để vào đắp cái chỗ cháu đục này này. May là còn ra nhanh đấy, không ông ra đắp rồi lúc đấy thì cháu không biết là lại đục thêm lần nữa. Hôm trước thì mượn máy ấy thì quên, hôm anh em thợ vào đây làm cơ khí ấy, quên là đục. Nếu hôm qua ra không gặp ông thì cháu đục đục sẵn đây rồi. Để mang ống nước về đây này, cháu có để lỗ như này để lắp một cái ống nước như này này cho ông ra ngoài đây này. Ôi rồi ông ấy không ở nhà, hôm qua ông không ở nhà cháu đục ấy, không phải ai đục đâu. Ông gì tưởng là ai phá nhà của bác, thế là trộn vữa để đắp vào. Tưởng là người khác. Tưởng người khác đúng không? Phá. Cái này cháu đục ấy, cháu đục để cháu lắp thêm ống nước. Vừa rồi thì anh em thợ cơ khí ở đây thì cũng quên là mượn máy để đục một cái lỗ thì không có máy, nên là hôm qua cháu phải đục bằng cái sạc cậy này này. Đấy. Ê, sạc cậy này để đục ấy cô bác. Cái sạc cậy nó để đây thì nó không biết
Vãi được. Thế xà cậy đi đục xương hết tay của cháu đây này. Ở đây là họ là anh em thợ là xây bằng gạch đỏ ấy cô bác, nên là rất là cứng luôn, đục được một buổi luôn. Lúc cháu ra thì không biết là ông đi đâu, xe thì không thấy đâu, người thì không thấy đâu, gọi cho ông thì không gọi được. Hôm qua điện thoại đi đâu mà gọi không được, không qua ấy. Để nhà. Để nhà sao không có chuông gì? Cháu ra đây gọi bao nhiêu cuộc không gọi được không? Để nhà luôn. À, chắc là phòng kín quá nên là chúng cháu ở ngoài này gọi cũng không nghe thấy chuông. Đấy, thì ông đi trộn vữa đi. Để cháu lắp ống nước cho ông luôn. Không nhanh, hôm nay ông lại đáp vào thì lại phí công của cháu rồi. Ôi, bên trong này thì ông cũng dọn sạch sẽ các bác ạ. Đấy, rất là gọn gàng luôn. Đấy, nhà trông rất là sạch sẽ luôn các bác. Ôi, hôm nay thì không có cái cưa, lại phải dùng đến dây thép đi để kéo đứt cái ống dây kia thôi, ống nước kia thôi. May là còn có cái bài là lấy thép đi để kéo các bác. Không lấy thép đi kéo thì không biết là mình xử lý như nào nữa. Ông ơi, ra đây kéo hộ cháu đã. Vâng. Kéo cái ống nước này hộ cháu tí đã. Ôi. Thôi tí dọn sau nhỉ. Vâng. Cháu đi nhớ đi giày vào trong này rồi. Kéo thế nào? Đây đây, kéo cái ống nước này ra. Tháo cái này ra đã. Đấy. Bây giờ phải nối thêm một cái cút nữa. Ông giữ cái thanh kia đi. Giữ cái cây kia đi. Giữ không cho nó đụng. Giữ cái cây. Cháu kéo. Chạm cái này. Chạm được. Đấy. Cháu bên này, cháu bên này. Tí nữa không nhanh là bị ông này bịt vào là dở hơi. Chưa thể thấy nó đồng với thấy thùng thì nó bịt rồi. Cưa kéo phát xong. Vào đấy. Có nước, có nước. Sao nhỉ? Chưa khóa à? Quên khóa trên kia rồi. Khóa trên cái tách này. À, khóa rồi, lúc nãy cháu khóa rồi mà. Nó còn tổn ở trong cái ống này này. Cho nó cả nước đó, bây giờ thì nó có nước thì nó không nóng đâu mà. Đúng rồi. Để nó, dừng tí đó. Đừng có bẻ ra kia, bẻ kia nó lại cộp vào đi. Kéo hộ cháu tí. Ôi, mệt tay quá. Chú là kiểu như vậy thôi. Rồi. Ôi, chú thì nếu cái gì ngồi cũng được thôi. Ừ, cái gì kia? Ê, có cả gói mì chính để trong này đấy. Dạ. Cái chân tì vào không là nó đứt đấy. Ừ.
Ôi. Đây, ông khỏe ơi. Ông khỏe nên là nhanh hơn. Vặn vặn vặn. Vặn đi, cứ vặn đi. Rồi. Đây phải xẻ ra một đoạn nữa. Cái kia nó đang bị dài kìa. Ê, đây cũng gần tiến nhau rồi. Không, không sao đâu. Này xẻ thêm một đoạn nữa không ạ? Đây. Ừ. Thì nó dài. Kia bây giờ phải có cái gì để cho nước nó ra hết thì mình lắp cái kia nó vào, nó không à. Dùng bằng thủ công này thì hơi tốn thời gian đấy. Chéo nữa. Không sao, không sao. Chéo không sao. Kéo thẳng xuống. Chú tay trái, trái không? Rồi. Ông đi kiếm cái rẻ khô về lau cái nước kia. Xong rồi cháu bôi keo vào nó mới không không bị ướt. Keo đâu rồi ông? Keo cơ mà, cái đấy băng dính mà, cái đấy là băng tan mà. Ừ. Nước này vẫn chưa khóa hết thì sao ấy? Nước này chưa khóa hết đúng không? Không biết. Ông đi vặn lại cái vòi khóa đi. Khóa chặt vào nhá. Nước đang chảy long long mình. Khóa cơ mà. Khóa rồi. Thì sao đây vẫn nước vẫn ra nhỉ? Khóa chặt rồi. Ừ. Sao vẫn có nước nhỉ? Khóa rồi vẫn có nước à? Đây cũng cắt rồi. Đây thì cắt xong. Phải lấy cái này để chia ra, không là nó sẽ không có chỗ để mà tách nước các bác ạ. Mất khá là nhiều cút. Cao quá không? Ông lấy cái ống xỏ từ bên kia sang này nè. Có vừa không?
Lắp xong là không vừa, chết dở đấy. Đi chưa? Ông ơi, cho đầu nó xuống một tí xem nào. Hả? Hơi dài đấy. Dài không ạ? Có vào được không? Không vào được, rút ra đi. Hả? Đây cứ nhìn không thấy chứ. Dạ? Nhìn không thấy ở trên. Lấy cái sạc cậy về để cháu đục đây cho nào, sạc cậy. Không được, không được, không được. Cắt thôi. Cái thép để cắt thôi. Cao quá. Cao quá. Thôi kìa, ông ra đây nào ông ơi. Được rồi, được rồi. Đó, bỏ ra. Bỏ ra đi ông ơi. Rút ra. Bỏ không, không, để cho cháu, để cho cháu. Cái nó, cái nó, để đấy, thua vào đây, thua vào đây. Xoay, 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 xoay. Rồi rút, rút lại, rút. Đẩy, đẩy vào. Xoay. Xoay đẩy vào ấy. Vâng. Rồi. Sao đây không chặt thế nào nhỉ? Lấy dứt à? Từ. Cháu bôi thêm keo vào. Sợ nó không chắc ấy. Rút lại. Xoay nhỉ? Dạ. Xoay nhỉ? Thế là cháu dưới nhá. Chú dạ. đập đây đi nhá. Không cần đập đâu. Không đập. À. Thôi xong. Xong rồi. Đây cũng ổn đã. Vừa quên. Đúng rồi đó mà. Tưởng là to hơn.
cứ để chiếc xu phay à, nó lại băng hiến này tạo đi hiến chứ. Nên để dài tầm nào đây? Hả? Tầm đấy cũng được rồi. Dài quá, đây dài quá. Tầm đấy. Thì nó mình lấy gì? Tầm nào đây? Tầm này nhá. Ừ. Lấy cái dây kia về xẻ đi. Cắt đi. Để tầm này nhờ. Cắt. Tì nó xuống nó mấy đây này, kéo cái này xuống, gập nó xuống đây này. Đấy, phải ngồi à? Này không có nước nó nóng lên nên nó mình dễ kéo đây mà dính nước cái là nó khó thôi. Dính nước nó không nóng. Đúng rồi. Dây... chỉ có cái dây nên nóng nó dễ cắt. Cái vòi này thì mình ở trong ngoài này mình cũng rửa được chân. Không cứ vào trong nhà kia thì nó bị bẩn nhà ấy. Cứ suốt ngày phải lau nhà thôi. Đi đâu về, đi làm về là rửa chân ở đây luôn nhá. Vâng. Đấy. Ông đi đào vứa đi. Đào vứa mang lên chảo. Đào chưa? Nước cho vào chưa? Có rồi. Nó khô hết rồi. Đây, chạm đi. Đi, chạm khá này. Ông đi dọn trong nhà kia đi. Dọn xong là lấy hết cái chỗ này mình đục ra ấy.
đây là cái kia. Đi mở nước xem nào, ông đi mở nước xem nào. Ok rồi đấy, cứng nhanh lắm cái dây cái keo ấy. Mở chưa? Ông ơi. Mở chưa? Mở rồi. Mở rồi à? Vâng. Có nước rồi. Có chưa? Có rồi, có rồi. Cái vòi này nó sẽ tiện hơn các bác ạ. Có nước rồi. Xuống đây xem nào. Dính hết tay đen xì rồi. Đây. Có nước rồi. Đây. Rồi mà kia lấy cái gạch này để đây này. Đúng rồi. Nó khỏi. Đây là lấy gạch gạch vịt lát dưới này. Không rồi. Nước nó chảy lâu ấy thì nó bị mòn cái chỗ vữa này này. Vâng. Bây giờ không mở nữa đâu, cái này nó cho cứng này. Vâng. Cho nó cứng đã xong rồi mở, bây giờ nó cứ bị lắc lắc cái ống này. Vâng. À, được rồi. Ok rồi. Không mở nữa, kệ nó. Bây giờ có cái vòi này là nó tiện hơn cô bác ạ. Sau này làm chuồng lợn thì nước cũng có thể là đấu lại cái vòi này. Cái này xoay đi đâu cũng được nhá ông ấy. Đây này. Vâng. Đấy. Thì xoay đi đâu cũng được. Nó xoay sang bên kia cũng được. Đấy. Đấy. Thử ông tắm xem nhá. Đấy. Đấy. Tiện chưa? Vâng. Tí lại dính mic của cháu thì chết giờ đấy. Đây đâu rồi. Rồi. Bây giờ không dùng đến nữa. Mết lại cái này cho mai nó cứng là nó sẽ không bị rung nữa. Rồi. Ok rồi, ở đây lợn này cô bác. Lợn là lớn nhanh thật đấy. Thiến rồi đúng không lợn này? Vâng, thiến rồi. Thiến rồi đúng không? Vâng. Đấy, thả rông như này cô bác ạ, bây giờ là cũng chưa trồng gì. Nhưng vâng. Mà tới đây trồng là không được thả đâu. Vâng. Thì bây giờ cứ thả như thế là ông trồng củ rong giềng bên kia nó phá hết đi. Vâng. Hôm trước là cũng rào lại rồi. Đấy phải rào đi bên kia thả lên trên này. À. Đừng con thả lên. Đừng con thả lên trên kia đúng không? Vâng. Mình rào xong là thả một khu thôi. Đây. Nó sẽ thả một khu nó dễ hơn. Nhốt thì bây giờ nhốt là mình phải có nhiều thức ăn cho nó ăn. Đây, thì may ra là nó còn lớn được. Vâng. Đây là bộ bàn ghế này thì cũng được em Trình Hoa Cải Vàng mua lên cho các bác ạ. Bây giờ là bàn ghế cũng có rồi. Đấy, bây giờ trong nhà là có bộ bàn ghế để ngồi uống nước rồi các bác. Cái này là ông là phải lấy cái rẻ mà rửa sạch xong rồi lau cái kính này đi. Đấy, ăn cơm thì nếu như một mình ông thì có thể là ăn ở trên này cũng được mà giải chiếu ăn ở dưới nền. Đấy, tùy ông thôi. Đấy, bây giờ là nhà cửa thì là xong rồi. Có cái nhà mới để ở rồi. Còn thiếu phần sơn nữa thôi. Sơn thì nếu mà sơn thì cũng mất khoảng một thời gian ngắn nữa là xong rồi. Bây giờ là cháu sẽ phải tính toán với anh Chiêu xem là còn dư giả được phần nào không. Nếu như là dư giả phần nào thì cháu sẽ ra sơn cho ông. Cháu biết sơn mà, cháu tự sơn luôn. Cháu với cả Nghiêm là trước đây là cũng có đi làm sơn rồi. Nên là chúng cháu có thể tự sơn được, nên là không phải thuê ai khác nữa.
Thứ nhất là chúng cháu vừa đi làm vừa là đỡ phải thuê ai của bác, để chúng cháu có thêm được 1-2 đồng để đi làm đi lại cho nó có cái kinh phí xăng xe đi lại của bác. Thuê ai người khác thì cũng rất là đắt. Sơn thì đây là phải sơn 3 lớp của bác ạ. Sơn bả này, chống thấm bên ngoài nữa, và mấy màu sơn nữa các bác. Đây là tính là không biết là cháu cũng muốn là ngồi ở đây để xin các bác để về cái màu sơn. Nhưng mà các bác có muốn sơn màu gì thì có thể tư vấn cho cháu Khương, để cháu Khương mới biết sơn cái màu gì cho hợp cái ngôi nhà của ông. Ở đây thì cháu nghĩ là bên ngoài thì sơn màu xanh, đằng trước sơn màu xanh để hòa với cái màu của thiên nhiên các bác. Ở đây là trong rừng ấy, cũng mong muốn là thế. Đấy. Thế hôm qua là đi làm về là thấy nhà bị phá là sợ đúng không? Vâng. Ừ, sợ ai phá? Vâng, thì ai về phá. À. Sáng nay dậy ra thì nó chân thù rồi là phá lại. À. À. Kiểu là lúc đi thì không sao, nhưng mà lúc quay về là tự bị như thế không sợ đúng không? Vâng. Thế hôm qua lúc cháu ra thì là không gặp ông, thì cho nên là cháu bảo tôi tranh thủ để đục ra để khoét lại cái chỗ đấy, để lắp thêm cho ông một ống nước ra ngoài để ông tiện rửa chân rửa tay, hoặc là mình đỡ phải bước vào trong nhà. Không là chân cứ dính đất xong là cứ bước vào trong nhà nó lại bẩn cái ngôi nhà. Vâng. Ra thế hôm qua ông đi tận đâu hôm qua ấy? Đi tận đâu sát gạo? Tận dưới. Tận dưới kia. Và tận dưới là chi. À. À, về lúc đi thì không thấy. Vâng. Vì sao không có việc gì? Đương nhiên về thì nó thấy có thêm một lỗ to thế này. Sợ lắm ấy nhỉ. Vâng. Bây giờ ngôi nhà làm xong rồi, cái này là tài sản của gia đình cũng như là bản thân của cháu, thì không ai dám phá đâu. Này ai phá thì tới nữa, nếu như mà lắp được cái cam ấy. Cam thì không biết đâu. Cam là để chiếu cái ngôi nhà của mình, là cháu có thể là ở trên kia cũng có thể nhìn thấy được cái ngôi nhà của mình, là không ai dám phá đâu. Vâng. Nên là các bác yên tâm, tại vì là cửa kính thì bây giờ là đằng trước kia làm có thêm sen hoa khung bảo vệ nhà nữa, nên là không ai động chạm đến đâu, các bác yên tâm vấn đề đấy nhé. Tại vì nếu như mà lắp cửa sắt thì nó sẽ xấu ngôi nhà đi, nó mất thẩm mỹ đi. Bây giờ là các bác tài trợ cũng khá là nhiều, bây giờ ngôi nhà cũng phải làm đến nơi đến chốn và làm đẹp cho ông hai ông cháu sau này quyết lớn lên và còn nhớ đến công lao của các bác gửi đến cho hai ông cháu, và mong sao là quyết lớn lên để không quên ơn được bản thân cháu cũng như là tất cả các bác, các ông các bà đã gửi tiền cho mình xây được ngôi nhà như thế. Đấy. Bây giờ cái ngôi nhà thì ở ngủ nghỉ ở trong nhà là yên tâm rồi đúng không? Vâng. Không sợ một cái gì rồi. Vâng. Đấy, giờ trước ngủ ở cái lán kia là vừa ngủ vừa con gì đấy? À con chuồn chuồn. Đấy, nó bay từ ngoài vào, bây giờ nó không ra được. Bây giờ có ra được đâu, bây giờ nó chỉ cần mở cửa nó mới ra được, chứ còn những cái ô thoáng kia là con muỗi cũng không lọt được ấy. Con muỗi không thể vào được. Ở đây nhá, bây giờ mà đóng cửa kín đi á, kể cả ở trong nhà là không cần căng màn là cũng không có muỗi đâu. Đấy. Nhà ông ở đây thì nếu như mà có điện thì mua cho ông 1-2 cái quạt nữa thôi là ok rồi, không cần điều hòa gì cả. Điều hòa là tốn điện lắm. Vâng. Có biết điều hòa không? Điều hòa thì làm mát đây. Không biết đâu. Không biết đâu nhỉ? Vâng. Điều hòa thì tốn điện lắm. Cháu ở trên kia là nóng là phải dùng đến tháng mấy trăm nghìn triệu bạc ấy. Đấy, rất là tốn kém. Chỉ cần cái quạt là được rồi. Nhưng mà hôm nào thì cháu sẽ đặt cái giường xong là cháu sẽ mang xuống đây để kê cái giường cho ông và cái tủ quần áo. Cái quần áo thì mình sẽ để gọn ra. Cái nào mặc thì mình phải thay hàng ngày, chứ không phải mặc một bộ 2-3 ngày đâu nhá. Quần áo thì cháu sẽ mang, bây giờ là cháu có một thùng áo, quần áo ở trên kia nữa. Trước là cháu cũng định mang xuống rồi, nhưng mà sợ là cái ngôi nhà mình chưa làm xong và để ở lấy lán kia người ta trộm đi mất thì rất là phí. Bây giờ phải đợi đến khi nào mang giường tủ xuống đây thì cháu sẽ mua thêm mấy cái móc nữa vào để cháu móc quần áo treo nhé. Cảm ơn các cháu với các ông bà. Vâng. Cái gì cũng cho thì cũng không biết cảm ơn được bao nhiêu nữa. Dạ.
Hôm qua chú đi xét gạo dưới có gạo à mật ung thì nó bảo về đây xin đất trồng trồng cỏ trồng dứt trồng hoa quả trồng hoa quả. Vâng. Ai ra xin? Không biết người nó không biết. À. Vâng. Thì nó bảo nếu mà cho chú được thì nó mấy hôm nó lại về chú bảo ô không làm đâu. Thì mai kia nó mình không có đất xử nó mai kia nó lười mình lười của chú thì chú dù rằng không ấy. Ừ. Không nhất trí với nó. À. Vâng, nó lại về trồng cỏ này lấy con trâu về nuôi. Lấy con trâu về nuôi. Vâng, thì nó cho chú xem hổ nó bảo cho mấy mấy năm cho 2 triệu. À. Cho một năm hay mấy năm? Một năm. Một năm cho 2 triệu á? Vâng. Ồ, thế là vâng. Muốn là ra đây để xin ông là mượn đất của ông là trồng cây hoa màu cũng như là trồng cỏ để chăn trâu à? Vâng. À, thế là ông trả lời người ta như nào không cho à? Vâng, chú thì bảo, trả lời nó ô không cho đâu, bây giờ đất cũng hẹp rồi thì nó xử nó mai kia thì nó không có nữa. Đúng rồi. Xử nó người ta lừa về ban đầu nó lừa lừa thế thì nó sau đó nó khác từ vé sổ đỏ nữa. À, đúng thì rồi. Chú xử thế thì nó chú dặn không làm nữa. Vâng. Vâng. Bây giờ thì có cái gì phải vâng. Không được tự quyết định đâu nhé. Vâng. Có cái gì thì có thể thông qua với các cháu để các cháu góp ý thêm cái nào làm được thì chúng cháu sẽ cho tiến hành để làm, còn cái nào không 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 ấy thì đừng đừng tự nhận lời người ta như thế này kia đâu nhé. Vâng. Thế đâu người ta về trồng trọt một thời gian là thấy ông là bây giờ ở trong rừng như này cái giao tiếp mình là kém rồi, nó lái sổ đỏ mình sang này kia thì chết dở luôn đấy. Vâng. Bây giờ có nhà rồi mình đất mình là để mình phục vụ để trồng những cây cây hoa màu để phục vụ cái cuộc sống hàng ngày của mình để vâng. Trồng ví dụ như là trồng sắn trồng khoai các kiểu vâng. Để cho lợn ăn là được rồi, không cho người ta mượn đâu. Một năm có 2 triệu thì nếu mà mình biết tận dụng ấy mình có thể là đẻ ra gấp gấp chục lần 20 lần còn hơn ấy. Vâng. Đấy. Thế là không không cho ai mượn đâu nhé. Vâng. Ừ. Thế cháu xem là có cái cây nào mà phù hợp với cái thời tiết ở chỗ khu ông này thì cháu sẽ mang về để trồng cho ông. Vâng. Đấy, còn không chỉ là cháu không phải là ra đây giúp ông là chỉ nguyên cái nhà đâu, còn muốn giúp ông là sẽ phát triển thêm kinh tế sau này ông còn cái đồng ra đồng vào, chứ bây giờ có nhà không thì cũng không thể nào mà cuộc sống đổi đời được. Còn thiếu ăn thiếu mặc đấy, bây giờ là nhà thì có rồi, yên tâm là vấn đề nhà rồi, không phải nghĩ về cái nhà cửa nữa rồi. Thế là mấy hôm nay là lấy quanh ở đây thì có cắt thuốc không, có đi cắt thuốc không? Có cắt thuốc. Cắt thuốc thì nó chú đi rừng cắt thuốc thì nó thấy hôm kia thấy một tổ ong. Tổ ong á? Vâng. Lấy được ong à? Vâng, nó ở trên cây cao quá thì nó lại về đến nhà thì bảo dìu các cháu đi theo. Ừ. Được một tổ, thấy tổ to. Được một tổ á? Vâng. Lấy được về chưa? Lấy về rồi. À đâu, để cháu xem nào. Kia nó lại chi hai đứa cháu nữa. Chia à? Vâng. Thế còn phải một mình ông đi lấy à? Không, sự cây cao quá thì sự nó rơi xuống thì nó dù các cháu đi theo. À, à. Thế là một mình không dám lấy, lại rủ thêm người ta đi lấy à? Vâng. À, thế đâu xem mật cho mang mật đây cháu xem là ở đâu? Để trong phòng bên kia. À mang đây xem nào, vâng. Mang đây cháu xem nào. Không chia là nó cũng mất công đi. À, vâng. Chia. Vâng. Chia. Đúng rồi, cái gì chia được thì cứ chia thôi. Vâng. Một mình tự làm mà không được. Để trong phuộc trong 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 buồng ngủ kia. Vâng. Mở đây cháu xem nào. Ui ôi. Nhiều thế á? Vâng, còn là chia đi 2 phần rồi. Chia đi 2 phần á? Vâng, nó 2 người mà. Của 2 người à? Đâu đâu mang đây xem nào, mang lên trên bàn đây xem nào cho nó sạch. Của chú mới có 1 người. À. Thế là chia đi 1/2 rồi. Hơn đấy. À hơn đúng không? 2 vâng. Người là mỗi người được 1 túm như này à? Vâng. Ôi thế tổ to lắm ấy nhỉ? To mà. À. Cái kia to hơn cái bàn này. Ôi, to hơn cái bàn này á? Vâng, hơn chứ. Thế ở trên cao không? Vâng, trên cây cao mà. Ôi, đấy. Ông đi lên rừng mà có gặp tổ ông như thế thì ông lấy thì cũng nên rủ thêm bạn để đi. Vâng. Chứ đi một mình trèo này cũng nguy hiểm. Thứ nhất đấy. Là nguy hiểm nó... Mình vâng. Đi đông người thì nó sẽ có nhiều cái vâng. Biện pháp. Đây, cháu có găng tay để cháu... Găng tay đeo vào xem này. Kiểm tra mật của ông xem là có phải mật xịn không cô bác?
đi đâu là chúng cháu là đi hay đi lấy mật, các bác mà đi ra đâu mà gặp tổ ong khoái là chúng cháu sẽ mang về để bán và phục vụ trên kênh. Nếu các bác mà hỗ trợ mua thì cần và đến thì chúng cháu sẽ gửi cho các bác là cần đến găng tay như này để cho nó sạch. Ồ, chỗ này phải hơn chục cân đấy nhờ. Chắc là đây không có cân. Không có cân. To bự luôn này các bác. Ồ, nát hết rồi. Vâng. Mang xa quá. Để cái lấy cái điệu đi thì nó vướng. Cái điệu ấy. Đấy, cái sọt đấy đúng không? Ừ. Thì nó để cái túi. Vâng. Đây là đợt này là có cả sáp cả mật này. Ông còn có được vắt được chai nào nữa không? Hả? Chai ấy, có vắt được hôm trước còn chai ấy, có vắt được ra chai không? Có được một ít à? Đâu cho cháu xem nào, mấy chai. Ui ui nhiều thế. Ôi đồ cô bác đây này, mật xịn sò luôn, có cả con mẹ nó này cô bác, đây này. Đúng rồi, một ông khoái rừng rồi các bác ạ. Nhìn thấy con này là mình đã biết rồi. Vâng. À, vắt được 2 chai đấy à? Vâng. Ồ. Sao chỗ này chưa vắt đi? Hả? Cái này á? Ừ? Vì ban ngày nữa không có thời gian thì để tối mới vắt được. À, ngày là không có thời gian để tối mới vắt đúng không? Vâng. Ồ, cái này có một mảng to đây các bác. Rồi, cho xem nào. Úi, xỉnh hết tay rồi. Tốn mượt lắm ấy. Ui, to chưa? Đây này cô bác ơi, là mật ong khoái này. Bác nhìn qua màn hình các bác có thể nhìn thấy rồi, đây này. Chỗ này này, nguyên mật này. Chê đi dính vào mồm luôn rồi. Ui ôi, miếng to chưa? Đấy, ông phải để như thế này để cháu cho các bác cùng xem thực tế thì nó sẽ thực tế hơn. Mảng này này cô bác, cái này là phải được 1 cân rồi đấy. Cái miếng này, nguyên cái miếng này đã được 1 cân rồi. Mật nó rất là nhiều luôn. Đây mẹ nó to rồi. Ôi, mật ong của ông này sướng chưa. Bỏ vào thôi. Ở bên dưới thì cháu cũng không khui nữa cô bác. Dưới kia còn mấy miếng nữa cơ. Nếu mà cháu có thời gian thì cháu đi giúp chú đi bắt đi. Giúp bắt. Ừ. Đi vắt hay đi bắt? Ừ, đi đi vắt á? Ừ, đi bắt để thằng chai đấy. Ở đây cũng hết chai nữa. Hết chai chưa? Hết rồi. Nếu mà chưa hết chai thì ông tự vắt đi. Vâng, hết chai rồi. Hết chai rồi á? Vâng. Cháu cũng thời gian ít để nếu mà vâng. Có chai thì ông tự vắt ra. Nếu mà không có chai rồi thôi thì cháu mang về cũng được. Mang về để cháu vắt. Xong vâng. Là cháu lấy cả sáp luôn nhá. Ừ. Lấy cả sáp để cháu, nếu như mà các bác lấy 2 chai trở lên như thế này thì cháu sẽ gửi thêm sáp cho các bác để ngâm rượu cũng rất là tốt. Vâng. Ừ. Đây mật khoái tự nhiên này cô bác. Ngửi thấy mùi đã thấy thơm rồi. Rồi hơi bây giờ thôi cái này nè, để lại đi, buộc lại đi để sẽ mang về để giúp ông là bán. Vâng. Nhưng mà các bác mà muốn sử dụng mật ong khoái rừng nguyên chất của ông gì thì có thể là liên hệ với cháu Khương qua cái số điện thoại mà cháu có ghi ở trên màn hình là 0862192188 của bác. Vâng. Mật thế được ông tự lên trên rừng già lấy về. Nếu như mà không ở cao lắm thì được một mình ông đi lấy thì nó sẽ được nhiều hơn. Đây là vâng. Ông là kể là ở trên cao quá một mình cũng không dám đi lấy nên là phải chia bất một nửa rồi. Hơn nửa rồi đấy. Cũng phải giả công người ta để lấy đúng không? Vâng. Thôi thì chỗ này thì cháu sẽ mang đi bán. Nếu như mà các bác mà ủng hộ thì cháu sẽ bán cho ông và mang số tiền về để cho ông nhé. Vâng. Đây mật ong khoái rừng nguyên chất của các bác yên tâm nhé. Khi mà các bác mà muốn mua những cái mật ong như thế này thì có thể là liên hệ với cháu Khương. Cháu Khương sẽ chắt ra chai như thế này cô bác. Cháu sẽ lọc ký những cái bá nó ở da xong là chắt vào chai như thế này. Một chai như này là 1 lít các bác nhá. Một chai là 1 lít này. Cháu có dán tem mác đầy đủ luôn các bác. Nên là các bác không sợ là đổi mật đâu các bác nhé. Dán tem là Minh Khương TV ở đây với cả dán ở nắp bên nước các bác. Nên là không ai đổi mật được. Và cháu có hợp đồng với cả bên bưu điện rồi. Nên là các bác yên tâm là không thể nào mà ai đổi mật được các bác nhé. Khi mà cháu gửi mật đi thì nó sẽ có một tí bọt bọt ở trên này này các bác. Là mật ong khoái là có tí bọt này. Đó.
Mong sẽ được các bác ủng hộ hai ông cháu về những cái chai mật ong như thế này cũng như là cây thuốc xương khớp. Đấy thì là sản phẩm nhỏ nhỏ, tuy là nhỏ nhưng mà nó là rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà các bác mà bị bệnh gì đấy thì có thể là chữa ho hoặc là bệnh gì liên quan đến dùng đến mật ong thì các bác có thể là liên hệ với cháu Khương này. Rất là tốt, mật ong này thì bây giờ cũng khá là hiếm rồi. Đấy, bây giờ thì mật này thì cháu sẽ mang về và đến khi kia để giúp ông gì là vát ra thôi cô bác. Còn để như này thì ông bây giờ cũng hết chai rồi, cháu mang về cháu tự bát cho ông được. Cháu sẽ có cả sáp luôn cho các bác nhé. Các bác có thể là lấy từ hai chai đổ lên thì cháu sẽ tặng sáp cho các bác. Còn bây giờ thì ngôi nhà như thế này là an toàn rồi. Bây giờ cũng khá là tối rồi thì có cái gì vấn đề gì, ví dụ như là có ai ra phá phách hoặc là nhiều này kia thì liên hệ với cháu nhé. Gọi cho cháu, bây giờ có điện thoại rồi. Gọi cho cháu cái số điện thoại của cháu là 0862192188, đấy là số của cháu. Gọi lúc nào thì cháu cũng nghe máy thôi nhé. Đấy cũng cháu Khương cũng xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng với cháu Khương trong suốt khoảng thời gian vừa qua, giúp hai ông cháu có được cái căn nhà rất là đẹp và chưa bao giờ ông từng nghĩ là sẽ có được cái ngôi nhà như thế này đâu cô bác. Bây giờ là ông là được gần 60 tuổi rồi, có được cái căn nhà như này là cũng cảm ơn đến các bác rất là nhiều. Có sự đồng hành của các bác và yêu mến của các bác đã giúp cho hai ông cháu như ngày hôm nay. Còn cũng mong sẽ tiếp tục có sự đồng hành của các bác để đi giúp thêm nhiều hoàn cảnh hơn mà hiện tại cháu đang chia sẻ ở trên vùng cao này cô bác. Còn bây giờ thì thước phim đến đây cũng khá là dài rồi, cháu cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Ông có cái gì nhắn với các ông các bà những cái chai mật ong của ông không? Có thì nó mong là các ông các bà thì nó giúp bà lấy được cũng cảm ơn thì nó được làm một lấy được từ một tí tiền, được một ít tiền thì nó đi mua cái nổ mới mua giống mua giếp và thuốc thóc lú thứ và mua mắm muối mì chính đúng không? Là mắm muối mì chính với thóc nhiều yếu phẩm và thế thì các ông bà thì giúp đỡ mua ủng hộ cho và thì cảm ơn ông tự bát ra thì ông đừng có pha một cái gì nhá, tự nhiên như thế luôn nhá. Không được pha đâu, pha là cháu không bán hộ đâu đấy. Mật xịn đâu, nên là các bác mới mua làm thuốc nên là phải xịn. Đấy, thì còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Mikơ TV. Xin chào các bác. Xin chào các bác.